Chào mọi người, có rất nhiều khách hàng đến với mình và tin tưởng rằng là khi mà chúng ta làm không xong ấy thì chúng ta có thể là thay đổi được hết vận mệnh của mình. Có khách hàng nói rằng là em ơi, em phải làm cho chị một cặp lông mày và làm xong chị phải đỏ hơn này, chị phải làm ăn tốt hơn, phải thay đổi hoàn toàn bởi vì bây giờ chị đang cảm thấy là mọi thứ đang đi xuống, và điều đó cũng sẽ gây một cái áp lực rất lớn cho bản thân mình, bởi vì khi là một chuyên gia làm đẹp thì mình luôn luôn hướng tới việc là làm đẹp cho khách hàng, phù hợp với khách hàng để khách hàng trở nên tự tin hơn, khách hàng trở nên yêu đời hơn và giao tiếp nó sẽ thoải mái hơn. Và chắc chắn khi mà chúng ta đạt được cái điểm trạng thẩm mỹ là đẹp và chúng ta tự tin thì tin rằng là mọi người làm cái gì thì mọi người cũng cảm thấy là rất là thoải mái và tự tin. Và đương nhiên cái việc mà chúng ta thay đổi thì nó phụ thuộc vào rất rất nhiều yếu tố, bởi vì có thể chúng ta sẽ phải trải qua rất là nhiều biến cố của cuộc đời thì có thể vẫn thay đổi được mình của mình, chứ không phải chỉ mỗi việc là chúng ta đi phun xong chúng ta làm cái này hoặc là chúng ta làm cái môi đó. Thì các bạn hãy thay đổi quan điểm một chút nhé. Trước tiên là chúng ta hãy đi làm đẹp, chúng ta yêu bản thân mình. Còn cái việc mà thay đổi vận mệnh hay không thì nó sẽ phụ thuộc rất lớn vào chính bản thân mình, và chúng ta hãy nỗ lực. Chúng ta luôn luôn phát triển bản thân, sẽ luôn luôn thay đổi theo một chiều hướng tốt hơn. Và kể cả khi chúng ta gặp những cái biến cố cuộc đời thì chúng ta cũng luôn luôn tin rằng đấy là chỉ là thử thách thôi, và chúng ta sẽ luôn luôn vượt qua nhé. Đừng bao giờ nghĩ không xong sẽ thay đổi tất cả, không xong sẽ khiến cho các bạn đẹp hơn, tự tin hơn. Nếu các bạn gặp một người chuyên gia thực sự giỏi, chúc các bạn sẽ tìm được một vị trí uy tín và sẽ giúp cho các bạn có được một cặp lông mày và cơ môi thật đáng yêu nhé.